Ở đây á, là chúng ta thực hiện cái là đo nhiệt độ độ ấm mà ta gửi lên cái web server này là được dựng sẵn rồi, ta dùng có thành xin xịt bít thêm xịt bít. Thực sự thì có rất nhiều thành có thể sẽ được, chúng ta có thể dùng Cloud 4 Kubi hoặc là Bông Nấp, nhưng mà rất là nhiều cái. Ở đây mình DT11 nữa ha, mình đo con này là B8266B1. Con này để chúng ta kết nối wifi nhà mình, wifi này ha, wifi này rồi. Đây là cái dữ liệu này mình thực hiện gửi này ha. Đây hiện tại lúc này là mình tức chương trình mình cấu hình chương trình update dữ liệu đó là con mình cấu hình thiết lập là 5 giây mình sẽ update dữ liệu lên một lần. Mình thực sự rất đơn giản ha, cái này chúng ta có thể backup dữ liệu, có thể thu thập dữ liệu ở bất cứ đâu miễn là có kết nối wifi thì chúng ta có thể gửi về cái trạm server chủ đây. Rất tuyệt vời, rất đơn giản, 1 phút là xong thôi.